xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục về thêm linh phụ kiện âm thanh, đó là phân tần loa. Phân tần loa series là 715 và 725. Phiên bản cao cấp limit, tức là cao cấp nhất hiện tại bên em đang có và cung cấp đến các bác trên thị trường Việt Nam. Thì đây là cái phần hậu của nó, cái phân tần này, combo phân tần này. Đây nhá, hàng xịn của Trung Quốc, là tất cả viền viếc đây nó có keo này. Đấy. Một bộ combo như này thì là có hai hậu, hai combo dây, hai bộ dây. Đấy. Và hai cái mạch phân tần này. Giá em trước em bán là 1.550.000 và bây giờ thì kết nhất lên rồi, hàng hóa cái gì nó cũng lên giá. Thì là bây giờ là đấy là 1.600.000 nha. Vâng nha. Thì đây là cái phân tần của nó. 1.600.000 một cặp. Phân tần series dùng cho 715 và 725. Ừ. Của nó là có 4 tụ, 5 chở, 4 chở và có một con chở nhiệt, hai quận cảm. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha. Hàng thì em không về nhiều lắm đâu, thi thoảng về thôi, nhưng mà về cái là hết ngay. Thì các bác nào quan tâm đấy thì liên hệ trực tiếp em. Đây là cái sản phẩm này. Đấy, em về phát là combo là 3 bộ. Đây là cái ốc của cái loa, gọi là cái loa sấp. Lấy thừa ra tí. Đây linh kiện đây nhá. Combo là có hai miếng hậu này, hai bộ dây này. Đấy, hai bộ dây này. Và hai cái mạch phân tần các bác vừa xem được. Combo ấy là không có tem đâu nhá. Tem là các bác nào đấy thì em tính tiền thêm nhá. Đấy, nói chung là hàng về không được nhiều lắm, trong thời điểm gần Tết này thì như thế này nó cũng vui lắm rồi. Mong là cái Tết năm nay là ăn Tết trong hòa bình thôi, chứ không có chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng gì cả. Mong thế thôi. Đấy, đây là phân tần combo. Em về được 3 bộ, nếu như các bác nào đấy thì liên hệ trực tiếp với em. 1.600.000 một bộ. Cộng có 50.000 so với trước thôi. Và tiện đây em khoe hàng luôn các bác nhá, gần Tết rồi nhưng mà cái mẫu này là chạy nhất này. Vỏ thùng xúc kép hầm năm 2002. Mẫu năm 2002 xúc kép hầm. Trước thì là có sơn sần cát, sau hết sơn sần cát, hết sơn nhá, hết sơn. Thì là sơn nước, sơn sần hạt to á, không phải hạt cát nữa. Đấy. Là những đơn của các bác đây. Đây là Hà Nội này. Đây là Đồng Tháp này. Đây là Phú Cát Bình Định này. Đây là Cà Mau. Cà Mau là một bác lấy TNW3000. Đồng Tháp này là bác lấy một chiếc bát TNX4000. Hà Nội đây là lấy bông tiêu âm. Còn Bình Định đây là côn đo tép. Côn đo check. Em quay kéo cho các bác xem tí nhá. Đây là cái góc học tập này. Đấy, các bác nhìn thấy một đống không? Đây là bông tiêu âm. Nếu như các bác nào đấy thì vẫn có đầy đủ cho các bác. Rất có rất nhiều. Mỗi lần em về hàng thì rất nhiều cơ. Như một hộp này là 8 tấm là 200 bao ship này. Một hộp này là 16 tấm là 350.000 này, bao ship này. Đấy, giá rất rẻ rồi. Đấy. Còn nhiều hơn nữa cũng có nhé. Đấy, nhiều hơn nữa thì cũng có, giá trên là bao ship. Và đây nữa là cái góc góc này là gọi là cái góc kỷ niệm. Đây là những cái kiện thùng bìa bát em đã từng rạch ra rất nhiều rồi. Có những cái thùng đựng cái bát 3000 này em rạch ra để em đóng hàng này, đóng linh tinh này rất là nhiều. Đấy, nếu như các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp. Còn đây là home check của Nairay, sắp tới em ra một cái mẫu mới. Mẫu này thì dựa trên thiết kế của Fan Acoustics và dựa trên cái sự thành công vang dội của D16 QSD series. Đấy. À, nay tạp giữa cái nọ và cái kia để ra một cái mẫu đặc biệt. À, sắp tới em sẽ có trình nào giới thiệu các bác trong thời điểm sát Tết này. Đấy. Đây là các cái thùng bìa nhá. Bác để này, doanh số hoặc em bán cái bát TNW3000 này đạt đến kỷ lục. Trong 3 tháng vừa qua là vào gần 100 đôi. 3 tháng gần 100 đôi. 18 TNW3000 cả nắp hoàn chỉnh, cả bán bát rời. Ghê thật. Gần 100 đôi. Ở đây là cái thùng đựng bát đây. Đấy. Thùng bao bì đây. Đấy. Đây là những đơn hàng của bác nhá. Và tiếp theo lại chia sẻ với các bác một tí. Đây là vỏ thùng Nairay.
trong thời điểm sắp Tết này thì cũng gọi là rất là mong muốn. Các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì nên hẹn trực tiếp với em sẽ xả kho cho các bác. Đây là hôm trước là nắp thí nghiệm này nhá, là có dòng dây ra đây này, nắp thí nghiệm này gọi là dây để các bác nghe thử. Đấy, nhưng cuối cùng là các bác bảo là chú có bán trả góp, em chưa làm việc được với ngân hàng. Thế nên là các bác quay xe. Đấy, thùng Naray dây đôi 30, chiều ngang bề mặt là đúng 1 mét luôn, chưa tính cái chốt dây. Đấy, ví dụ cái chốt dây kia thì là vào 1m10, 1m8 đến 1m10. Đấy, thùng đây, dây đôi 30, 2 bát 30, 1 hom check kèn ở giữa. Trước em bán là 15 triệu bao ship, 3 cặp và 12 triệu là giá tại cửa hàng. Đấy, còn nếu như các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp với em, giá rất tốt thôi, giá rất tốt thôi, xả kho cuối năm. Bán được 12 đôi thì đôi thứ 12 là đôi thứ cái đôi 9, đôi 10. À đâu, đôi 10, đôi 11, đôi 12 là ế. Đấy. Nếu mà 3 đôi này mà bán được nữa là tổng cộng là được 12 đôi. Đấy. Ế. Còn các bác nào thích mấy cái hàng thanh lý thì sắp có nhá. Em có rất nhiều cái hàng thanh lý cho các bác. Thì em sẽ quay trong clip lần sau. Dạo gần đây nè, bận đi làm các cái kiểu như là chương trình cho trường học ấy, thì nên em sẽ chèn một đoạn video ngắn vào công trình trường học này, xong đang làm cái kiểu chương trình thiếu nhi gì đấy. Nói chung nhiều việc linh tinh lắm nên là cũng không có nhiều thời gian để đăng video. Nhưng mà các bác mà xem được video này thì mong các bác là ủng hộ bên em nhiệt tình nhá. Này, báo các bác trước là có về là phân tần loa mẫu 715 và 725. Đấy. Và về hàng cũng như là đóng gói hàng chờ gửi đi rất nhiều. Đây là một đơn ở trong Quảng Bình này, Quảng Bình quê ta ơi này. Đấy. Còn đây là những đơn này, Hà Nội này, Đồng Tháp này, Bình Định này, Cà Mau này và rất nhiều đơn nữa trong thời gian sắp tới. Thì các bác nào quan tâm cái gì thì hãy trực tiếp với em. Ngoài ra thì bên em vẫn có nhận sơn sửa lại thùng loa nhé. Các bác nào gần đây mà muốn sơn sửa lại thùng loa thì hãy trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. We'll be right back.